nam thanh niên trả vật thể lạ khắp đường sau khi công nhân môi trường vừa dọn dẹp. Xe máy tụt xuống rãnh thoát nước đang thi công bị ngập. Nữ sinh lao xe đạp điện ngược chiều vung vút khiến tài xế ô tô giật mình. Giả người mua hàng để trộm điện thoại. Mới đây, cư dân mạng đăng tải một đoạn clip gây tranh cãi. Tình huống được ghi lại ở một chung cư thuộc khu Cầu Giấy, Hà Nội. Đoạn clip cho thấy, ngay sau khi công nhân môi trường quét dọn sạch sẽ lòng đường và vỉa hè, một nam thanh niên đeo khẩu trang, bịt kính, vô tư rải khắp nơi những thứ được coi là vật thể lạ. Thậm chí, nam thanh niên này không phải xả rác một mà là tới vài lần. Điều đó khiến cho người quay clip sau khi đăng tải tiết lộ cảm thấy bức xúc, không hiểu tại sao nam thanh niên kia lại có hành động lạ như vậy và chỉ muốn nói vài câu cho hả hỏa. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, có một số bình luận chê trách nam thanh niên vô ý thức xả rác ngay sau khi đường phố được dọn dẹp sạch sẽ. Hành động này cần phải bị lên án và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, số đông lại cho rằng hành động của nam thanh niên có thể bỏ qua. Lý do là bởi xem kỹ clip cho thấy vật thể lạ được rải khắp đường là muối và gạo. Đây là phong tục tập quán nên không có gì gây phản cảm. Hay có bình luận khẳng định muối rồi sẽ tan thành nước và trôi đi, còn gạo sau một lúc sẽ có chim đến ăn. Vì thế, dù đúng là nam thanh niên có xả rác, nhưng xét cho cùng không làm ảnh hưởng gì đến vệ sinh môi trường. Theo hình ảnh đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cho thấy, một xe máy chở hai người đang đi rẽ vào ngõ thì gặp tai nạn. Do lúc này trời đang có mưa to, đoạn đường xe máy đi vào có rãnh thoát nước đang thi công bị ngập sâu, nên xe máy không nhìn thấy đường, đã bị rơi xuống rãnh. Được biết, do trời mưa lớn nên đã làm rơi đoạn dây cảnh báo, nên khiến cho người di chuyển không biết. Rất may, hai người trên xe không bị thương. Sau khi kéo xe lên khỏi rãnh thoát nước, người này đã giăng lại dây cảnh báo. Vụ tai nạn được camera an ninh nhà dân ghi lại toàn bộ. Đoạn video cắt từ camera hành trình của chiếc xe ô tô đã cho thấy sự liều lĩnh của nữ sinh đi xe đạp điện khi đi xe vào đường ngược chiều. Cụ thể, chiếc ô tô di chuyển trên đường một chiều, phía trước là một xe tải. Vì thùng xe tải cao nên tài xế ô tô không quan sát được phía trước nhiều. Bất ngờ, một chiếc xe đạp điện xuất hiện và lướt qua sát bên chiếc xe khiến tài xế giật mình. Đặc biệt, chiếc xe lại đi sát vỉa hè khá cao, chỉ một chút lún cuốn là có thể chạm bánh khiến cho nữ sinh gặp nạn. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, phần lớn bình luận từ cộng đồng mạng đều lên án và cho rằng hành vi này là coi thường pháp luật, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người đang di chuyển trên đường. Theo camera ghi lại, người phụ nữ đang đứng tính tiền hàng thì phát hiện chiếc điện thoại của nhân viên để trên bàn. Sau khi tính tiền xong, người này bước ra ngoài rồi lập tức quay ngược vào, đặt túi đồ lên bàn rồi giả vờ lấy thêm một món đồ khác, rồi đưa nhân viên tính tiền. Lợi dụng nhân viên không để ý, người này liền lấy chiếc điện thoại cho vào túi, rồi bình thản ra xe đồng bọn tẩu thoát. Tuy cửa hàng có đến 2 nhân viên, nhưng nữ đạo trích vẫn ngang nhiên ra tay. Được biết, người phụ nữ này đã liên tục gây án ở nhiều nơi. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.